Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Hello Sương, chào em. Rồi ôi, chào em. Cho xoa đầu cái nào. Đây, để tôi vứt cho em ăn một chút đồ ăn anh em ạ. Ăn em ơi. Anh em thấy Sương ngậm đồ ăn vào miệng chưa? Quay đây cho bạn bè xem nào, Sương. Rồi, quay đây cho các anh em một xem chứ. Đấy, anh em chắc nghe được để ý rồi đúng không? Đây, đây, kiếm kim cương đây, rìu kim cương và cung đây. Tất cả những cái này là tôi đều chết ở làng nhá. Tôi đều trao đổi với bọn dân làng để có cái này đấy. Và đây, toàn bộ bộ giáp đây. Thật ra là hôm qua là tính đổi thêm cả cái nón kim cương nữa. Nhưng mà mỗi tội đó là nó tốn quá anh em ạ. Nên là thôi mình cứ dùng cái nón rùa đi cũng được nhỉ. Sau này giàu đổi cái nón kim cương sau chứ cái nón rùa cũng đẹp mà đúng không nhỉ? Mà nó cũng khỏe mà anh em nhìn này. Nó bị thiếu có đúng một nửa cái giáp cuối. Đó. Đấy. Đấy, đây tôi đã đổi rất là nhiều đây và hôm qua sau khi tôi làm xong video là tôi phải chơi thêm tiếp tục tầm hình như là 1 tiếng rưỡi hoặc đến 2 tiếng nữa nhé, khá là lâu. Bởi vì tôi phải đi hang động này, tôi chặt cây các thứ để tôi đổi với bọn dân đấy anh em, khá là lâu. Sương ăn mất cái ấy rồi, Sương ăn mất cái quả berry rồi. Đây này, một loài cáo ở trong Minecraft anh em ạ, là nó có một cái đặc điểm, nó có một cái đặc tính khá là hay. Tức là khi mà mình vứt cái đồ gì vào nó ấy, là nó sẽ ngậm vào miệng anh em ạ. Đây này, kể cả là kiếm nhá. Đó. Đấy, Sương đã cầm thanh kiếm, thế này là đam của Sương sẽ khỏe hơn nhá anh em. Nè, Sương sọc gà, sọc cừu có chứ khỏe lắm. Đó. Đấy, qua tôi đào thêm với một đống bạc cái này. Ok anh em ạ, thì hôm nay mục tiêu của tôi thế này anh em ạ. Đây thì anh em có thể nhìn thấy là tôi đã gọi là có hết tất cả đúng không? Nhưng mà chỉ thiếu mỗi cuốc đúng không? Thiếu cuốc cho tôi thật chứ mà. Đây chứ mà cái sảng này thì cần quá thì sảng kim cương đúng không? Nhưng chả cần đâu. Thì tương lai mình có cần thì mình cần sau. Đó, hiện tại là tôi cần cuốc kim cương rồi. Bởi vì nếu mà mình có cuốc kim cương ấy là mình có thể là đào được obsidian. Đào được obsidian là mình có thể làm được bàn phù phép đúng không? Đó. Nhưng mà mỗi tội là tôi không có đủ kim cương để làm, có một cái ở ngoài này thì phải thêm một cái, phải có 2 cái rồi, phải có 3 cái cơ. Bây giờ mà muốn lấy cúp kim cương từ bọn dân làng ấy là lại phải có thêm một thằng nữa nó làm nghề khác. Mà tôi thật là tôi quá chán với cái chuyện mà cứ đi trao đổi suốt rồi, tôi mệt quá rồi anh em ạ. Chặt cây chặt củng bạc cái thứ ấy. Ôi, hôm qua tôi đi mà tôi mệt lắm anh em ạ. Thôi thôi, thế nên là bây giờ tôi quyết định tôi làm kim tôi đào kim cương đào kim cương để tôi có đủ kim cương để tôi làm cái cuốc đó, vậy cho nhanh chứ cứ đi chết đổ mệt lắm anh em ạ. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ đi đào kim cương anh em ạ. Thì chúng ta sẽ đi một cái hang động, thì nó là cái hang động mà hôm qua tôi đang đi dở đấy, vì hôm qua là tôi đã đi dở cái hang động đấy để tôi đào bạc cái này đấy, khá nhiều bạc. Thế nhưng mà hôm qua là tôi bị hết đất cuốc mà tôi không mang craft table nữa đó, thế là tôi mới phải quay về nhà ấy. Đấy, chứ không thì tôi đã đi tiếp rồi. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cang động đấy. Đầu tiên chúng ta phải làm tí gỗ đây anh em ạ. Sao gỗ của mình đâu hết rồi? Xưa mình biết hết sành gỗ rồi à? Tôi biết hết gỗ rồi anh em ạ. Holy shit. Có cái craft table ở đây không? Tôi nghĩ là tôi cần phải mang mang thêm một rương đi này, mang cái gậy đi này, mang than nữa đúng rồi, phải mang than nữa, than là quan trọng lắm, mình làm đuốc mà đúng không? Mình còn mang cái gì không nhỉ? Nói chung là tôi thấy quan trọng nhất là gỗ đây anh ạ. Chúng ta phải cần có cái craft table. Gỗ quan trọng lắm. Để tôi đi chặt tí gỗ anh ạ. Đây, để cho anh em xem cái rìu kim cương có chặt khỏe thế nào. Đây, thì nếu mà anh em mà chặt gỗ thì kinh nghiệm của tôi đó là anh em cứ nhảy lên một bậc cái này này à, thì anh em sẽ với tới cao hơn đó. Kiểu thì cái tầm rướn của anh em sẽ cao hơn đó. Và anh em chặt được mấy gỗ ở trên đỉnh cao ấy, đó. Đây này à, xong anh em phá thêm một cục ở đây này đó. Đó, anh em nhảy lên cái này này đó. Chứ anh em đừng chặt từ bên dưới đáy nhá. Đó. Rìu này đúng là rìu kim cương anh em ạ, tranh thật.
tôi chặt cây nhờ tôi biết kinh nghiệm này mà. Chặt gọi là chặt nát cả cây luôn. Rồi, đào chút là vậy được rồi đấy anh ạ. Đây toàn nốt cái cây này được có chứ cha. Tôi chưa nhảy các bạn, từ từ. Tôi nhảy cái anh ạ. 1 2 3. Ok anh em. Ok. Ok anh em ạ, chúng ta đi thôi. Đây thì cái hang động hôm qua mà tôi đi dò ấy. À đây này, đây này, đây tôi cho anh em xem đây. Anh này chính là anh làm ấy này. Anh này, dạy anh này. Chính là anh làm vũ khí đấy, đây này đó. Hôm qua tôi đã đổi đồ với các anh ở đấy đó. Được hai cái này. Và cái bầu này này đó là tôi đổi đồ với anh Long đấy đó. Không ngờ là anh Long là anh hào phóng ghê luôn ấy. Thì anh đổi cho mình tận cái này luôn. Khá là ấy. Từ từ anh gọi để tôi phải về nhà tôi cầm giường đi nữa chứ đúng không? Cái giường của tôi để đâu ta? Cái giường của tôi đâu có để vào trong rương không ta? Đúng không? Thế là tôi để quên láng mất rồi hả? Nói chung là tôi đi đâu là tôi hay để quên đồ lắm. Chả anh cái giường xưa này. Quái nào nhỉ? Cái giường của tôi để ở đâu ta? Thôi kệ đi, cứ đi ngủ sáng ấy. Chả cần giường đâu đúng không? Mình là đấm năng nhi đúng không? Mình là đấng nam nhi mà đúng không? Ừ. Ok. Cây 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 cây. Cắt đi. Cắt cây ô. Cần làm thêm cuốc anh em ạ. Chúng ta làm thêm một tí cuốc luôn. Đó. Bởi vì trong thực ra là tôi đây này, thì anh em nhìn thấy tôi có khá nhiều bạc đúng không? Nhưng mà tiết kiệm đi anh ạ, bởi vì bạc cần nhiều lắm. Vậy nên là chúng ta sẽ dùng cuốc đá thôi, đúng không? Cuốc đá thôi. Khi nào mà cần thì mới dùng đến cuốc ấy được, khi nào cần thì mới dùng đến cuốc bạc. Hai cái cuốc đá cho chắc ăn anh em ạ. Đấy, rồi được rồi được rồi. Ok. Ok các bạn. Chúng ta đã ổn rồi đấy, để tôi làm thêm cái craft table đi đó. Ok anh em ơi. Đi thôi anh em ơi. Anh đi sương nhá. Ở nhà nhớ canh nhà sương nhá. Sương căng phết, ta cầm ngay cây kiếm để canh nhà. Ok anh em ạ, đây này thì à đúng rồi, tôi làm thêm cái thuyền nhỏ nữa. Thì đôi khi thì cái chuyện như vậy thì có thể xảy ra anh em ạ. Đó mình mở cái cửa chắp đỏ bên dưới ấy, sau đó thì nó bị ấy cái đây rồi, cái bốt đấy. Mình cầm mình để ở đây chở ra cái nón hả, mình để ở đây chở ra cái thuyền hả. Ok đi rồi anh em ạ, đây đó, ngồi lên xong mình đi. Nhạc gì mà nghe ghê thế, nhạc căng quá anh em ạ. Đấy tôi sẽ quay trở lại với cái trại rùa của tôi đấy. À đúng rồi, tiện cho anh em xem cái trại rùa luôn đúng không? Thì hiện tại là nó vẫn còn vài con rùa đấy đấy. Thì theo tôi được đọc trên wiki thì tìm hiểu khá là kỹ về rùa, đó là rùa mà nó sinh ra ở đâu ấy, thì nó sẽ nhận ở đấy là làm nhà, và thỉnh thoảng thì nó sẽ quay ở đấy. Đây là đấy cái trại rùa của tôi này đấy. Có rùa này, có rùa này, có rùa chắc chắn là một trong những con mà hồi trước mà tôi nuôi chắc chắn luôn. Đây nó là con này, cái này đó. À. Đấy trại rùa của tôi đấy. Chào các em, còn nhớ anh không? Anh đứng canh các em 2 tiếng để cho các em nở đấy nhá. Để tôi lái thuyền vào đây cho nó chuẩn chỉnh. Ok. Đấy. Đây cái hang động mà trước tôi đi kia cả đấy. Chính ở đây này. Thế anh không có nhớ cái hang này không? Cái hang này chính là cái hang mà cái lúc đầu mình đi đấy. Thì vào tới bên dưới thì nó còn cực kỳ sâu anh em ạ. Đó, thì hôm qua thì tôi đã chạy tận cái hang này để tôi đi đây này. Qua là tôi đi khá là sâu ở bên dưới này, tôi không nhớ đã đây này. Đó, hôm qua là xuống bên dưới này. Tối thế. Đúng rồi, không vì sao mà anh biết mà tôi đi đợt tới đây rồi nhưng mà nó lại tối phải không? Vì hôm qua tôi lên là tôi dùng xô nước tôi lên mà. Thế nên là nó chảy hết tất cả và đẩy hết đuốc ở ở mấy cái bên dưới này xuống ấy, hả? Thế nên là nó mới tối vậy. Đau nhỉ? Có mấy chuyện tôi ngã rồi mà đau thôi. Ôi chết cha rồi. Tôi không có nhiều thịt rồi. Đấy tôi lại đần độn đây các bạn. Hôm qua tôi đi đường nào ấy nhỉ? Không sai anh em ạ, chúng ta sẽ cố gắng đi từ từ để mà gọi là tiết kiệm nhiên liệu đúng không? Trời có cái gì không? Trời có cái gì không? Thì hôm qua thì cũng đã đi khá khá ở chỗ này rồi anh em ạ. Để tôi đi thử tiếp xem là có cái gì không. Đây tôi chặn.
À may quá tôi có băng đá này. Cẩn thận anh ạ, phải cẩn thận. Nguy hiểm lắm. Chúng mình cũng phải vẫn phải cẩn thận creeper đấy. Bởi vì thực ra là tôi có giáp kim cương rồi, nhưng mà tôi vẫn không biết rõ là giáp kim cương này đã đủ để mà chịu được cái vụ nổ của con creeper chưa. Đó. Thì có một kinh nghiệm xương máu mà tôi muốn truyền lại cho anh em, đó là khi mà anh em mà đi đào hang động ấy, trước khi mà anh em đào gì ấy, thì anh em phải nhìn hai hướng, một là anh em nhìn trái nhìn phải, anh phải nhìn xung quanh đấy, và hai là anh em phải nhìn trên đầu anh ạ, bởi vì là có thể là nó có cái sỏi ở trên đầu anh em ấy đấy, nếu mà anh em mà đào sỏi nó rơi xuống đầu anh em thì em bị đè đấy. Chung là tôi đã khá là nhiều lần bị chết do cái vụ bị sỏi đè rồi khá thốn. À, tôi chặn lava một cái điệu nghệ cho anh em xem này. Chung là trước khi làm cái gì thì mình đều phải nhìn ngó xung quanh anh em ạ, ghê lắm. À, đợi tí xong mình đào được cái bạc ấy. Giờ mà có cái quốc kim cương nhỉ, để đào cái này ngon quá nhỉ. Đây có obsidian. Đây, để tôi đào cái này. Bạc. À. Tôi sẽ thử chạy xung quanh đây xem là xung quanh đây là nó còn gì ta. Nè, từ 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 căng quá. Ê, ok. Ê, ok. Tôi thử chạy xung quanh đây xem thử là xem xung quanh đây nó còn cái chỗ lava nào mà mình chưa đi không. Đó, và nếu mà hết rồi thì chúng ta sẽ đào sâu xuống dưới để chúng ta tìm kim cương anh em ạ nhé. Tôi nhớ là hôm qua là nó còn một vài chỗ mà tôi chưa đi đấy, nhưng mà tôi không biết là nó nằm ở đâu rồi. Chứ mà có đấy, có đấy. Đâu ta? Đây này. Mà tối này. Ồ, thằng sáng ở kia chứng tỏ. Ôi. Đâu rồi, thằng nào? Thằng nào ấy? Thằng nào ấy anh em ạ? Ồ, gì đấy? À, nó kìa. Ủa nó khôn ghê anh em ạ, trốn anh em. Ủa thông minh thế, ghê thật. Cái bọn quái này nó thành tinh rồi anh em ạ. Tao cũng trốn. Tao cũng trốn. Mày trốn à? Mày trốn này. Dám trốn tôi anh em ạ. Đấy, bơi ngược dòng cực kỳ căng. Tôi nhận ra cái này làm rãnh anh em ạ. Đấy, anh có phải nhìn thấy bên trên kìa, nó là một cái rãnh khá là đẹp. Tao tí bạc đi các bạn, sau này cần bạc lắm thật, mình cần bạc để mình làm cái đe mà đúng không, làm cái đe rồi mình cần bạc để mình làm nhiều thứ lắm, cứ giữ đi anh em ạ. Theo tôi thấy là quan trọng nhất trong này nó không hẳn là kim cương đâu. Kim cương là khỏe nhất thì đúng rồi, nhưng mà quan trọng nhất theo tôi thấy là bạc đây anh em ạ. Phải cần bạc lắm để sau này mình làm cực kỳ nhiều thứ luôn. Đừng ray rồi thì một vài cái thứ nữa cũng cần thiết lắm. Nhóm thử hôm nay xong có kim cương không? Có bạc à? Thôi kệ đi, thì cái chỗ này nó hơi khó đào, kệ đi. Thì cái chỗ nào dễ đào mình đào thôi. Ô mình đi qua chỗ này rồi à? Để đi nhóm thử xem nào. À, tôi nhớ là hôm qua thì là khoảng này là còn này này, thì còn còn hang động này, thì hôm qua thì tôi đi tới tầm này lần là tôi hết đuốc này, chỉ cần một cục kim cương đấy là mình đủ làm cái đấy hả. À ngon này, có cái ngọc ngọc lưu ly. Thì cái ngọc lưu ly này thì mình có thể dùng cục đá mình đào được anh em nhé, hôm qua là tôi đã thử rồi đó. À. Ok. Từ từ anh ạ, từ từ. Nó có nào không? Hay thì kinh nghiệm của tôi đó là khi mà anh em đi đào ấy thì anh em nên chạy lên phía trước để anh em đặt một cái đuốc trước để mình còn thỉnh thoảng mình còn nhìn được ấy. Đó. Chứ mà không thì cũng nguy hiểm lắm.
Với cả là phải nhìn trước và nhìn sau anh em ạ. Ghê lắm. Ok anh em ạ, an toàn, an toàn. Ok, rồi. À, đây là con này. Quá ngon, quá ngon. Thế này là mình có cực kỳ nhiều bạc luôn đấy, tiện lắm, thích. Rồi, cái mình đi thôi. Rồi, từ từ ấy cả. Chỗ cứ phải bình tĩnh, có lava ở đây này. Có kim cương không? Cho em vài viên kim cương đi anh ấy. Còn creeper này. Ôi giời ha. Nó nổ mà nó còn nổ, nó không trúng cái khiên của tôi luôn. Từ từ đấy anh em ạ. Khá nhiều bạc nhỉ, có vàng này. Cẩn thận, phải cẩn thận anh em, phải cẩn thận. Có hai con Reaper ở kia kìa. Nhưng mà ô chúng có thấy tôi mất rồi. Ok, an toàn, đào thôi. Mình an toàn đúng không? Ok. Đấy. Tức là ok kìa bạn. Tan 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 tan. Tôi cố gắng cái lần này tìm được kim cương anh em ạ, thì mình sẽ không phải đi mỏ nữa, chứ mà tôi mới nhận ra là hôm qua tôi đã ở dưới lòng đất rồi. Hôm qua là tôi đi mỏ mà đúng không? À, hôm kia đấy là tôi đi mỏ, thế mà giờ tôi lại bắt anh em phải đi mỏ tiếp. Là chúng ta có hai tập đi mỏ liên tiếp luôn. Anh em thông cảm nhá, đi mỏ đào cần củng cố anh em ạ. Nốt tập này thôi, đi tìm kim cương nốt cái xong rồi các bạn, nốt cái xong rồi xem thử nào. Cái gì nhỏ đúng rồi, tôi hết đấy rồi, tôi hết từ từ tôi không hiểu sao mà tôi có cái linh cảm gì đó không ổn anh ạ. Ok, an toàn anh ạ, an toàn. Ok, linh cảm của tôi sai rồi, may quá. Ok anh em ạ. Được rồi. Tôi nghĩ là bạc vậy chắc là cũng đủ rồi nhở. Chúng ta cùng mà đi tiếp tục tìm. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm kim cương đi nhỉ. Nhưng mà mấy cái động này rộng thật. Lava. Để tôi tìm đường sâu hơn nữa thì tôi xuống làm sao. Đây 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 đây. Phải tìm được mấy cái chỗ có lava ấy. Anh nhận anh tha tôi khá nhiều bạc anh em ạ, khá nhiều bạc. Tôi đi đường này nó lại đưa tôi ra cái chỗ mà tôi đã đi rồi. Cố lên nào, phải tìm được kim cương chứ, đúng không? Tìm được kim cương chứ. Tôi muốn đào bạc quá anh em ạ, thật tôi nhìn bạc muốn đào quá. Nhìn bạc muốn đào quá. Chắc là tôi cứ đào tí anh em ạ nhá. Chắc tôi cứ đào tí. Rồi. Mình đào sau này mình đỡ phải đi đào anh em ạ, thật. Chăm chỉ, chăm chỉ. Chăm chỉ. Ok. Rồi. Cỏ kìa. Cỏ bọc ở dưới hang động luôn. Không thấy kim cương, chưa thấy các bạn, vẫn chưa thấy. Hang động to này mà chưa thấy kim cương đâu. Ok. Không thấy có con nào cả. Không có bạn nó xanh xanh nào cả các bạn.
An toàn rồi, mình núp vào góc rồi, an toàn. Ok. Rồi rồi, tôi đi tiếp xem nào. Sâu sâu sâu, tốt quá tốt quá. Đường này nó đang đưa mình đi xuống đấy, ngon quá. Đợi tí tôi đào cái này cái. Rồi, đào 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 đào. Căng thẳng anh em ạ. Ok, vẫn an toàn, chưa là mình vẫn an toàn anh em ạ. Không có kim cương à? Thôi rồi, hiện tại là nó đang đưa tôi xuống dưới đáy luôn rồi đây đúng không? Thì tiện thì mình đào xuống luôn đi nhỉ. Mình sẽ đào chéo xuống luôn để mình tìm kim cương luôn đi. Tôi đào cái quái nào mà nó đào đúng chỗ lava này. Wow. Tôi nghe nói là ở xung quanh chỗ lava là có kim cương nhá. Tôi đào thử xung quanh rộng rộng xem nào. Mà sao có mỗi một tí này thôi à? What? Có mỗi hai cục lava thôi anh ơi. Thôi tôi làm nguội luôn đây. Đó. Rồi, nguội. Để nó đào sâu sâu xuống. Ôi, con này what? Wow. Có kim cương không? Không có kim cương em ạ. Chỉ có cái này thôi. Ui, từ từ nào, từ từ nước rồi. Hỏng giáp đấy anh em ạ. Anh em thấy máu tôi mất ít đúng không? Là bởi vì là, anh biết sao không? Bởi vì là khi mà lava mà nó chảy như vậy ấy, thì chủ yếu là nó làm hỏng giáp của mình ấy. Mình mặc giáp thì máu mình sẽ mất ít, nhưng mà giáp mình sẽ hỏng nhanh đó. Nên là anh em nhìn giáp của tôi nó đã hơi hiện ra một chút màu đen đen đây này. Thế nhưng mà anh em mà nhìn kỹ ở bên dưới đuôi ấy, đó, hỏng giáp nhanh đấy, phải cẩn thận. Khó. Rồi. Ok, đào sâu dưới để tìm. Mong là tôi tìm được một cái hang động ở dưới đáy sâu hơn nữa anh ạ. Bởi vì tôi bởi vì theo như tôi nghĩ thì là nếu mà mình mà đi hang động ở dưới đáy của cái thế giới Minecraft ấy thì khả năng là mình tìm dễ hơn đúng không nhỉ? Đây này, tôi đào xuống đáy rồi này. Để đào xuống nữa anh ạ. Đây này, đây này. Được rồi, đây. Thì nói vậy thì theo như tôi nghĩ thì đây là đá này. Thì đây là đáy rồi này. Đây là đáy anh ơi. Anh có thể nhìn thấy cái loại đá này nó rất là hay. Mình đào cái đá này là mình không đào nhá. Bởi vì cái này là cái đá nền anh ạ. Đó. Đây, tôi nghĩ là cái chỗ này là chỗ sâu nhất ở đây rồi đấy. Thì thường là chỗ sâu nhất thì nó sẽ ở tầng 1 hay sao ấy. Chứ mà tôi không biết. Ôi, thì nó còn sâu hơn được nữa à? What the hell? Ui anh em ơi, thế quái nào? Thế quái nào? Từ anh em chụp ảnh cái. Tôi chỉ tính đào sâu xuống để tôi xác định xem là cái tầng 1 thì nó nằm ở chỗ nào ấy. Nhưng mà tôi không ngờ là tôi đào được kim cương luôn anh em ạ. Chụp ảnh cái gì? Tôi mong là nó có 3 viên kim cương, thật sự tôi mong có 3 viên kim cương. Cầu trời cầu Phật. Làm ơn có 3 viên. Đừng là 2 viên. Một viên rồi này. Chết cha, có 2 viên rồi sao ấy? Có 3 viên, 3 viên. 3 viên anh em ơi. 3 viên rồi. Ngon quá. Ôi, ngon quá anh em ơi. Ngon quá, mình đủ đồ mình đi về anh em ơi, đủ đồ đi về. Về anh em ơi. Đủ rồi. Về rồi anh em ơi. Từ. Vèm quái gì vèm quái anh em ạ. Em nhìn này. Skill. Bây giờ là tôi tính là tôi về nhá, xong tôi sẽ vào tôi làm cái cuốc, sau đó tôi làm cuốc kim cương ấy, sau đó tôi lại chạy đi tôi tìm cái đá obsidian để nó đào. Chứ mà hiện tại thì mình đang có 3 viên này, mình craft luôn, mình đào luôn đúng không? Thêm quái đúng không? Ê, thông minh, 200 IQ anh em ơi.
Ôi ôi. Ui. Tuyệt quá. Đây đúng không? Mình làm quốc cái này đúng không? Rồi, thế bây giờ là coi như là tôi đã có ba cái dụng cụ cần thiết nhất là bằng kim cương của đấy đây này. À, cái kiếm này, rìu này và cái cuốc. Đào ơi các bạn. Quá ngon này các bạn, quá ngon mà. Đấy, thì anh em có thể thấy là dù là cuốc kim cương nhưng mà đào obsidian thì nó vẫn rất là lâu đúng không? Đấy. Dù là kim cương ấy nhá. À, tôi nhớ là hồi xưa là tôi đã thử dùng tay không tôi đào cái obsidian này anh em ạ. Và nó mất của tôi 5 phút thì sao ấy. Cái gì đấy? Ủa? Thế mà tôi tưởng là nó cháy cái craft table của tôi. May thế. Chúng ta nên đặt cái đuốc vào đây anh em ạ, chứ không chốc quái nó spawn rồi đấy. Mà thật ra là chúng ta nên chặn cái cổng lại đi, chứ không chốc nữa quái spawn này rồi chiều đi lên ấy không vui đâu. Đặt vào đấy, đúng rồi. Lúc nào là chúng ta đi hang động thì chúng ta cũng phải cho cái hang động sáng thật sáng anh em ạ. Càng sáng càng tốt nhá. Bởi vì tối là quái nó ra đấy, khổ lắm. Tôi đã rất là nhiều lần bị chết do bị vậy rồi ha. Ok anh em nhá, thì chúng ta cần 4. Chúng ta cần bao nhiêu ta? Chúng ta cần 4 cái obsidian để chúng ta làm được cái sách phù phép này. Sau đó là chúng ta còn cần thêm 10 obsidian để làm cái cổng. Nhưng mà tôi sẽ lấy đến 14 cái đi. Là 14 cái để làm cổng này, xong cộng 4 cái để làm bạt phù phép này là mình cần 18 cái các bạn. Ok anh em nhá. Anh em đợi tôi tí để tôi đào được 18 cái xong tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Vì sao tôi cầm nhầm quốc kim cương chứ? Rồi. Ok anh em nhá. Nào mà tôi đào được 18 cái tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em. Rồi anh em ơi. Sắp xong rồi đấy. Một cục nữa là xong rồi này, một cục cuối này. Ok anh em ơi. 18 cục rồi. Rồi. Đi anh em ơi. Ý ớ. Thôi tôi xây ấy lên thôi. Nào. Rồi. Nhưng mà cái chỗ này của mình là mình ở chỗ nào bây giờ sao mình tìm đường lên? Đây thì anh em ạ, thì nếu mà khi nào mà anh em mà bị lạc trong hang động ấy, mà kiểu mà anh em không biết tìm đường lên nào ấy, thì đây, thì nó có mấy cách cho anh em, nó rất là hay. Đó là anh em làm này này. Anh em xây thẳng đường lên luôn. Đó. Rồi thì em cứ đào cái này này, đào xây. Cái đoạn này thì sẽ hơi tối. Ôi, chết cha rồi, gravel đâu. Đó là sỏi đây anh em ạ. Nó mới rơi vào đầu tôi đấy, thố đâu. Đó, tôi sẽ mất máu cho thời gian đấy. Thì anh em thấy tôi mất máu ít ấy, là bởi vì do sao, anh biết không? Vì do tôi trâu ấy còn sao nữa. Tôi vừa làm, tôi vừa cắm đuốc cho anh em dễ nhìn này. Chứ không mà tôi mà không cắm đuốc nó tối lắm, đây này. Để tôi pháo đuốc đi cho anh em xem này. Đấy, đố anh em nhìn được. Đấy. Ô bạc luôn này, ngon quá. À thôi, từ từ. Mình đào vậy thì mình dùng cuốc đá đi cho đỡ phí. Ok. Đấy. Đấy, cứ đào như vậy thôi, từ một lúc nữa thì mình sẽ lên được trên đỉnh anh em ạ. Ok. Tôi chỉ mong ước một điều duy nhất là bây giờ tôi lên trên đỉnh rồi ấy. Là tôi biết đường, là tôi biết là bằng đường nào để tôi có thể về nhà anh ạ. Thật, tôi mong nhất điều đấy thôi. Bởi vì tôi rất là sợ cái độ đần độn của tôi. Nó sẽ không cho tôi đi về. Cắm, rồi. Tôi nghe tiếng nhện anh ạ.
Cố gắng lên trên mặt đất nào. Tìm được kim cương vui quá anh em ạ, thật. Tôi tìm 3 cục vui kinh khủng luôn đấy thật. Chứ nếu mà mình mà tìm được 2 cục thì mình không đủ nhá anh em. Bởi vì là nếu mà 2 cục của mình ấy mà cộng thêm 2 cục ở nhà nữa ấy. Ơ này, tôi đào lên cỏ này. Ngon quá, thế là tôi sắp lên rồi đấy. 2 cục của mình mà cộng thêm 2 cục ở nhà nữa là mình mới có 4 cục. Mình dùng 3 cục để mình làm cái quốc thì mình còn có 1 cục. Mà 1 cục thì không làm được cái bàn phù phép anh em ạ. À, thế nên là được 3 cục là gọi là một con số cực kỳ đẹp luôn đấy anh em ạ. Tôi sẽ nốt bằng này cho đẹp à. Ok. Đấy, coi như là không có chuyện gì ở đây anh ạ. Đấy. Bây giờ đi về nhà. À đây đây, cái đường ở đây này ngon quá. Đi rồi, ngon quá. Nhà mình ở đằng nào nhỉ? À, đúng rồi, kia kìa. Kìa là cái trại rùa. À, thì cái vừa nãy mà tôi nhìn thấy đó là cái tàu đắm ấy. Ừ, đây rồi. Cái thuyền thân yêu của tôi rồi. Thôi anh về nhá các em rùa. Anh về nhá. Anh về nhá. Ở lại anh ngoan nhá. Chào em. Đấy. Chạy rùa của tôi đấy các bạn. Đi về nhà mà chơi với các anh em kìa em. Làm gì mà lẻ loi thế. Hình như cái thằng skeleton nói bắn cung tôi sao ấy. Đoán tôi đâu. Ui. Vừa nãy tôi đi là trên người tôi có 20 miếng thịt. Bây giờ tôi về trên người tôi còn tận 16 miếng. Tôi đi mà tôi mất có 4 miếng để tìm kim cương anh em ạ. Ui. Đây chắc là pha tìm kim cương nhanh nhất trong lịch sử của tôi đấy anh em ạ. Mất có 4 miếng thịt mà tìm được kim cương luôn. Đổi 4 miếng thịt được 3 viên kim cương thích nhở. Rồi à. Thuyền nhỏ cạnh thuyền lớn nhỉ. Yeah. Đẹp không anh em ơi? Đẹp không? Xịn không? Kê các bạn. Nào, đưa ngay viên kim cương đây. Của tao. Kê. Kê đây. Đây, tôi sẽ thay cái này nó bằng một cái biểu tượng mà tôi rất là thích, đó là biểu tượng bạc đi. Bởi vì tôi cũng rất là thích cái biểu tượng bạc anh ạ. Đấy. Bởi vì bạc cũng quý mà đúng không? Có 2 viên rồi này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chúng ta còn cần có sách anh ạ. Sách thì mình cần có cái da bò này. Da bò này mình cần có mía thì mình cũng có mía rồi. À đây đây đây, may quá mình có paper. Hey. Mình cần làm cái book đúng không? Book. Ok. Enchanted table đâu? Tôi. Enchanted đây rồi. Enchanting table đây rồi anh em ơi. Đấy, vừa đủ luôn, hết sạch số kim cương rồi đây anh em ạ. Theo mình hết sạch kim cương rồi. Đấy, ngon quá. Rồi, đồ hơi bừa bộn nhỉ. Ok anh em ạ. Từ từ để tôi dọn đồ tí nhá. Ok anh em nhá, đợi tôi vài phút để tôi dọn đồ tí. Mà thôi từ từ, nhạc tháng 2 tôi cho anh em nghe. Ok, đầu tiên là chúng ta dọn đồ này, chúng ta vứt hết đá đủ các thứ vào đây này. Cứ là đá để vứt vào cái rương này. Hết đá rồi. Than để vứt than. À không không, than cần để chốc ấy này. Vứt cái lapis này đi này. À không, cất đi chứ. Cái string này. Mắt nhện. Gỗ này. Không cần gỗ nữa đâu này. Đấy, cất đi. Sao soi mình còn dùng nữa đúng không? Bắt đầu tôi sẽ nung này. Tách có ra 2 cái này. 32 này. 72 là mình tách cái này ra nữa đấy. 9 cái thì được rồi. Đó. Tôi nung tiếp. Xương có vẻ là nhà vẫn yên ổn đấy các bạn. Rồi tôi xem thử cái này không nào. Cái này mình tách có làm 24. Là 24 thì nó cũng chết cho 8 này. Ok 24. 25 mà 24 thôi mình để thừa một cục đi. Nếu vậy thì nó còn 8 cái cục vàng này của tôi. Thì tôi chưa có nung được. Đấy. Ok các em ạ. Rồi, cất cái này đây này. Xương à, tôi cất vào đây này. Tôi cất vào cái chỗ bon meal này. Khi nào tôi sẽ làm một cái ruộng ấy. Khi nào tôi sẽ làm một cái ruộng farm à? Phải làm chứ đúng không? Thế nhưng mà bởi vì hiện tại tôi xây nhiều quá rồi thì hơi chán thì từ từ anh ạ. Để từ từ để nào tôi. Ok, tôi tiếp tục xây tiếp nhá. Giấy này, cất giấy này. Obsidian này.
xin được 14 cái. À được 14 cái, bây giờ mình làm cổng đấy các bạn, mình làm cổng rồi. Cổng rồi. Nhưng mà mình có cái flint đó, mình không có cái flint đúng không? Ờ nhầm. Quay lại, à ok. Thì mình có thể quay được các cái đồ nhá, đó. Khá là hay. Đấy, đây này, kiếm này, quay kiếm này. Đấy. Anh em có thể thấy là xương nó cực kỳ bất ngờ ấy, cực kỳ hoảng hốt. Kiểu, ô, thế mình quay được à? Kiểu thế. Hờ, xương kìa. Ngoài đó lúc nào cũng gặp cái kiếm ở canh nhà tôi các bạn. Khổ thân. Em ăn đi không? Đang cho em ăn này. Đâu rồi, có đây này. Đây là món yêu thích của xương em nhá. Đây. Ăn đi em. Đó. Thì ơ chết cha. Nó vứt kiếm của tôi đâu rồi anh em ơi? Ơ, à đây. Ờ. Đó. Thì nếu mà xương mà phải lựa chọn giữa đồ ăn và dụng cụ và các giữa đồ ăn và các cái thứ khác ấy thì lúc nào xương cũng lựa chọn dụng cụ anh em ạ. À, nhầm, lúc nào xương cũng lựa chọn đồ ăn. Ờ. Chúng là xương tham ăn lắm. Ok, tôi lấy cái gravel, tôi làm cái đá lửa anh em ạ. À. À đúng rồi. Đây này. Cái này tôi quên mất mà tôi còn chưa giới thiệu cho anh cái này chứ. Cái này nó là một cái cây để mình treo quần áo đấy. Đó, tôi đã treo cái bộ giáp bạc của tôi lên. Nhưng mà tôi không có cái nón bởi vì là cái nón rùa thì nó vẫn đang dùng mà, thế nên là tôi đã lấy tạm cái nón này. Cái nón này thì tôi đã lấy được ở dưới cái tàu đắm đấy. Đóng vào nào rồi. Mình làm ở cái bên này thì bị vướng cái bộ trao đổi nhỉ. Đây, làm bên này đi. Cáo, chào em. Con cáo đứng kiểu gì mà nó lòi cái mõm ra ngoài anh em ạ. Rồi. Hỏng cái sẻng rồi. Tôi nhớ là tôi có cái sẻng gỗ anh em ạ. Tôi dùng tạm sẻng gỗ. Một cái là mình đủ để làm cái đánh lửa rồi. Thế nhưng mà thật sự là bây giờ tôi có hơi sợ anh em ạ. Thật ra tôi cũng rất là muốn vào trong địa ngục luôn. À đấy. Chúng ta làm được cái flint rồi đấy. Làm được cái đá lửa đấy. Đó. Tôi rất là muốn vào trong địa ngục đấy. Nhưng mà mỗi tội đó là bây giờ tôi đang rất là... Tôi đang sợ là mình vào đấy rồi vì khả năng mình chết đấy. Nên là tôi không biết nào anh ạ. Từ tính toán anh ạ. Thật. Hơi ghê thật. Đó, chung là mình kết hợp cả hai cái này lại với nhau cho ra một cái đánh lửa. Một đánh lửa, ok. Cái đánh lửa đi này, à. Đấy, chúng ta đã có 14 cái này đủ để làm cổng này, thêm cái flint này nữa này. Chúng ta để cổng ở đâu nhỉ? Chúng ta để cổng ở đâu anh em? Ôi, cái zombie gì mặc đồ ngầu ấy cơ. Cái zombie mặc đồ vàng toàn khảm luôn ngầu thế. Nhưng mà mỗi tội làm sao bằng tôi. Để xuống chơi với anh ấy. À. Đây, trước là tôi đã tìm hiểu khá là kỹ anh em ạ. Thì các bọn zombie này nếu mà chúng mà đứng ở dưới nước lâu quá ấy, thì chúng nó sẽ bị biến thành bọn zombie ở dưới nước này. Đây, tôi xuống, tôi cho anh em xem này. Chúng nó đang là zombie bình thường ấy đúng không? Đó. Một lúc sau chúng nó sẽ biến thành bọn ở dưới nước. Đấy, thì anh em đợi tí này. Mãi vẫn chưa thấy nó biến đổi. Từ tôi thở cái. Hay lắm. Đây này, thì anh em thấy cái thằng ấy không? Đấy. Tôi thấy tay nó cứ hơi bị rung là tôi đã ấy rồi, nghi rồi. Thằng này nó cũng vậy đấy. Đó, cả hai thằng đã đều bị biến thành bọn zom ở dưới nước rồi đấy. Ờ. Ăn đòn này. Ăn đòn. Nói chung là cái bọn zom ở dưới nước này thì nó cũng không có khác zom ở trên bờ là lắm. Kiểu là tôi cũng không quá. Ui, đúng là hardcore kìa bạn. Bao nhiêu đứa chúng nó có đồ nghề luôn ấy. Zom dùng cái thứ đồ nhiều ghê được. Mặc toàn đồ gì toàn đồ khảm anh em ạ. Xịn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đã cùng tìm chỗ để chúng ta đặt cổng nhá. Chắc là tôi đi ngủ tí cho trời sáng nó đẹp đúng không.
Đấy, nung khá là nhanh. Ok. Lại có thêm bạc, thích quá anh em ạ. Nhiều bạc hãy thích. Ok. Đó. Tôi nung tí này nào. Nung vàng. Nhầm 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 nhầm. Ok. Rồi rồi rồi. Thịt zombie à? Tôi cất thịt zombie đi. Ngủ cái các bạn, đi ngủ cái, sau đó sáng mai chúng ta sẽ tìm chỗ để xây cổng anh em ạ. Tôi thì tôi rất là thích những cái ở trên biển. Tôi nghĩ là cái gua này là tôi sẽ xây mọi thứ ở trên biển để cho nó ngầu với anh em bạn đúng không? Cái gì đấy? Ôi. Sao bị rất làng kìa? Ơi đừng 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 chết đi, đừng chết đi. Nó chết rồi. Trời ơi, tôi đang tính dùng cái xô nước để tôi để chữa cháy cho nó mà chết vào zombie dân làng rồi. Nên zombie dân làng đấy là mình có thể tạo ra thuốc để mình chữa cho nó nhá, nhưng mà nó chết mất rồi các bạn. Trời ơi, cái thằng đần đấy đã cháy rồi thì ông xuống nước đi mà ông còn đuổi tôi, chả hiểu. Đấy, bởi vì thôi rồi kệ đi. Tôi mong ở tương lai chúng ta sẽ lại gặp một thằng khác anh em ạ. Bởi vì đấy, anh có thể thấy là cái gua hardcore các thứ là creeper với các thứ là nó khỏe lắm. Nên là tôi kia tôi xây mọi thứ là đều ở trên biển anh em ạ, đều là bay ở trên biển hết. Hoặc là trôi nổi trên biển hết. Đó, không nào lên bờ đâu, sợ lắm. Sau này nếu mà được thì tôi cũng muốn đưa dân sụt xuống cái biển hoặc là đi ra biển sống anh em ạ. Chắc là các dân nghe ở đây chắc toát mồ hôi lắm nhỉ. Toát mồ hôi kinh khủng luôn ha. Ok. Bây giờ tôi sẽ phải xây một cái đường để tôi đi qua biển nhỉ. Đây, dùng cái cobblestone xây đi. Đấy. Chả hiểu. Suýt tí nữa thì tôi đã thành công để giúp các anh zombie dân kia rồi. Mỗi tội là tôi gà quá nè, tôi không có kịp ấy xô nước ra, khổ. Được rồi. Đặt 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 ái chà, sao anh kia trông mặc đồ thì cũng xịn này. À, thanh kiếm kim cương của tôi chém nó cứ hiện ra cái gì nó màu xanh xanh trông đẹp nhỉ. Tôi khá là đẹp đó. Rồi anh em ơi, xa xa một tí nữa đi, đây xa xa về đằng trước ấy đi. Xong xây cái đường này đi để cho mình đi lên này. À đâu. Kế nghe mày. Kế. Tại xây cổng ở đây. Từ từ cho tôi nghĩ thử tí. Nào ta. À, mà. Đây đúng rồi. Nhưng mà cũng hơi ngắm nhỉ. Thôi cũng được. Cạnh đi. Một. Hai. Ba. Bốn đi. À. Bốn. À, tôi xây. Vậy tôi đào nói tính toán rồi đấy, vừa đủ luôn đó, tính toán hết rồi các bạn. Đánh lửa thôi. Thế này mà mấy anh trong địa ngục mà mấy anh mà có ra ấy, thì mấy anh sẽ bị tuột xuống dưới nước luôn đó. Thì cũng ngon đúng không? Thì vì là theo tôi được biết là bọn trong địa ngục là chúng có sợ nước lắm anh em nhé. Hầu như là con nào trong địa ngục mà khi mà chạm xuống dưới nước là chúng nó đều bị mất máu cực kỳ mạnh luôn đấy. Đó. Nó bị mất cực kỳ nhiều máu luôn. Vì nó ở nóng quen rồi mà đúng không? Cái tính nó nóng nảy quen rồi nên là nó không có chịu được cái tính cách ôn hòa của biển đấy. Đó. Tôi là tôi thích biển. Cái ý là tôi cực kỳ ôn hòa anh em nhé. Đó. Rồi, nhặt tí. Ok. Đâu vậy? Anh em thấy nó lơ lửng hay đẹp không? Ngầu không? Ừ. Chết cha. Thì bây giờ sao mình lên? Cho vào cổng ấy kìa. Ok. Hiện tại là mình không có lên đấy các bạn. Nên là tôi sẽ phải xây thêm một cái đường nhỏ nhỏ ở đây để cho mình lên đã. Khi nào thì tôi sẽ trang trí thêm cái cổng này sau. Đó. Nó có thể sẽ tập sau hoặc là tập sau nữa thì tôi sẽ trang trí thêm cái cổng này. Vào đây các bạn. Thử vào thử xem mà có cái gì nhá. Vào thử rồi sợ lắm.
Bây giờ chẳng may mà trong ấy mà có lava sao sao? Ghê ghê quá nhở. Ghê quá anh các bạn. Thế nhưng mà nói chung là chết là hết đấy các bạn. Vì là gua hardcore mà. Làm ơn. Làm ơn chỗ nào đó nó yên bình đi mày. Ui. Ở cái vùng cây xanh à? Cái vùng cây xanh này là cái vùng yên bình nhất nhất trong địa ngục ấy anh em nhá. Tốt quá. Quá tốt anh ạ. Quá tốt, quá tốt, quá tốt rồi. Xung quanh có cái fortress hay cái gì không? Tôi không có nhìn thấy có cái fortress hay là cái bastion gì hết. Không có thấy cái hai cái công trình đấy. Nhưng mà có một cái vùng cây cực đẹp anh em ạ. Cái gỗ màu xanh này là sau này là mình có thể dùng để xây nhà đẹp lắm nhá. Tốt rồi anh em ạ, tốt rồi. Được spawn ở cái vùng này đúng là một gọi là một 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 chúc phúc đấy anh em ạ. Hả? Ok. Về thôi. Vào xem thử tí thôi anh em ạ. Ok các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cục làm một cái chỗ để cho cái để cho cái bàn phù phép nhờ. À chào bạn Dolphin. Đây thì nếu mình mà đi nếu mình bơi cạnh bạn Dolphin thì mình sẽ được bơi nhanh anh em nhé. Đấy thì anh có thấy cái biểu tượng ở trên cái góc trên phải không? Thì tôi được bơi cực nhanh bởi vì tôi đã được hiệu ứng của Dolphin anh em ạ. Rùa nhỉ, rùa nhỉ. Đó, khá là nhanh luôn đó, thấy không? Khá là nhanh luôn. Ok. Hết rồi đấy, tôi xem nào. Đây rồi à, chứ bây giờ thì mình xây cái bàn phù phép ở đâu nhỉ? Tôi cũng muốn nó lênh đênh trên biển luôn anh em ạ. Để tôi thử nghĩ thử xem nào. Đây đi, ở bên cạnh ấy đi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ... Ok, xây cái đường cho tôi lên. Đó, rồi. Rồi. Ok rồi. Đây à? Thôi. Ê, nhầm. Xây về cái hướng này tí đi. Đúng không? Xây chéo chéo về cái hướng này tí. Đó. Đây, xây ngang ngay này. Đó. Ok, đây. Cái nền, chúng ta có nên để cái nền cobblestone này không? Thôi, chúng ta lấy cái nền gỗ đi anh em ạ nhỉ? Tôi vào tôi lấy gỗ rồi tôi xây cái nền gỗ ở trông nó giống kiểu là nó một cái bè ơ xương ở đây rồi, xương đây rồi. Thế mà tôi tưởng xương tẩu thoát rồi. Ơi ở trong đấy tính chỗ nào? Láo thật. Đó, ta xây cái bè gỗ anh em ạ. Một cái bè nhỏ nhỏ. Được không ta nên xây cái bè không ta? Ok. Ok, cái bè đi. Cái bè nhỏ, một cái bè nhỏ nữa vậy thì vậy thì có nên dùng cái chắp đo. Ta còn 8 cái chắp đo. Mình cần tổng cộng bao nhiêu nhỉ? Mình cần 25 cái chắp đo. 25 cái không, mình cần nhiều hơn đấy. Xây rộng rộng ra cho đẹp cơ. Vậy thì vậy thì ok, để tôi làm chắp đo luôn. Tôi làm chắp đo, tôi xây thử luôn. Nói chung là mình có rìu thần rồi thì sau này thì mình chặt cũng nhanh thôi đúng không? 16 rồi, 16 cộng với 8 là nhiêu rồi? 24, mới có 24 rồi à? Được rồi. 32 là được rồi đấy các bạn, 32 được rồi. Đây, tôi sẽ xây cho anh em cái kiểu thiết kế của tôi. Đó là một cái bè anh ạ, một cái bè mình sẽ để bàn phù phép. Đẹp. Ok. Một. Ê. À, rùa ha. Ok. Nói chung là trước tiên là chúng ta cứ phải xây 5x5 đó anh em ạ. À, bởi vì là đấy là cái tỷ lệ cơ bản của một cái bàn phù phép mà, đúng không? 5 nhân 5 trước. Ok. Ê, lạch ta. Bao nhiêu rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi, 5 rồi, 5 rồi. Đây, trong cái hàng này là 5 đấy. Ok, nghe mày. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xây nó bị kiểu là thỉnh thoảng nó có một vài cái này nó bị tóe ra kiểu thế. Bị tóe ra. Đây. Đây đi. Đây, cái này này. À, tóe ra một tí. À. Xong cái này cũng vậy này. Nó sẽ bị tóe ra một tí anh em ạ. Đây đây. À, bị tóe ra một tí. Sau đó thì ở bên này cũng vậy này. Bên này thì chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa hai cái luôn. Tí ok, xong bên này thì cũng vậy này. Bè thì sẽ có hai cái bị ấy này. Thì kiểu thì trông cho nó giống cái bè hẳn đấy anh em nó, kiểu thế. Này tôi đào mấy cái tấm mà nó bị lệch đi này. Lệch là lệch với ai được đúng không? Làm gì là cũng phải thẳng em hiểu không? À. À, xong mình sẽ làm thêm một cái nữa ở đây đi. Cái nữa ở đây. Cái nữa ở đây thế nào ta? Đây. Đây á, xong đào này đi. Ok các bạn. Đó, chúng ta đã có được một cái đây này. Tôi đào hết mấy cái này đi. Ok. Đó, chúng ta đã có được một cái bè để làm chỗ khảm đồ đấy anh em ạ. Hỏng luôn cái quốc của tôi đấy. Đó, tôi dùng quốc để đào đấy cũng được. Đó. Trời sắp tối anh ạ. Tôi cắm cái đuốc cái chứ không mà từ từ tôi cắm cái đuốc rồi. Đấy, cắm cái đuốc chứ không thì ấy ấy nó lên này. Bi. Bao nhiêu vậy? Đây, à tôi cắm chính giữa luôn đấy anh em ạ. Anh em thấy cái bè của tôi đẹp chưa? Bè đào này khó nhỉ? Đây này. Thì vì là mình đang lơ lửng đấy anh em thì mình đang bơi ở dưới nước cái này mình đào khó. Chứ mình mà đứng lên này mình đào theo nhanh lắm này. Hả? Đó. Tôi nhặt lại cái đống đá của tôi á. Ok anh em ơi. Đấy. Một cái bè. Để cái bàn. Đây rồi. Lấy cái bàn ra đặt luôn. Đặt cái bàn. Ơ nhầm. Ngồi xuống chứ. Ơ đèn này nó không sáng lên à? Nó không sáng lên rồi. Thế nó vậy tôi sẽ phải đặt vài cái đuốc ở đây thì xung quanh đi. Đó. Hiện tại là mình tạm thời là như thế này anh em nhé. Ok, sân buổi sau thì anh ấy biết rồi đấy. Là để mình hoàn thành được những cái quyển sách xung quanh này là mình cần phải có bò đúng không? Mình cần có bò là mình cần phải có chuồng thôi. Vậy nên là tôi nghĩ là sân buổi sau tôi sẽ xây chuồng bò anh em nhé. Ok anh em nhá. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chúng ta đã làm được kha khá rồi này, xây cổng này, bắn phù phép này. Có cái quốc kim cương cái này quá ngon, quá ngon. À. Ok. Hẹn gặp lại anh em ở buổi sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.